Đây đang cô chú anh chị, bữa nay Helen thu hoạch hồng. Đó, cũng có một mớ chín rồi. Đây, rất là ngon nha. Rất là ngon luôn, vàng trái luôn. Chào cô chú anh chị xem là anh nông dân đang thu hoạch hồng. Rất là bự luôn nha. To. Đây nha cô chú anh chị, đang thu hoạch hồng quá chừng luôn. Cây hồng này trái rất là nhiều luôn. Chú bự không à. Thấy đã ghê không? Kìa. Nó chín vàng. Bự không chị? Bự không? Không có trái nào mà bằng cái này hết. Cái hồng này là số 1 luôn đó. Quá trời coi nè. Vô hình đẹp ghê không? Rất là nhiều luôn. Cái này ổng đứng tuốt trên ngọn luôn. Gió ùn ùn luôn, rất là sợ. Quá chừng coi nè. Chia làm hai. Ừ. Rồi chắc cho nó đi rồi. Đây cho cô chú anh chị xem nè, quá chừng luôn, trái nào trái nấy nó bự coi nè. Trời ơi, rất là ngon luôn nha. Nó đều rang luôn. Thấy hồng thấy mê luôn á. Rất là ngon luôn. Trái hồng coi nè, khủng luôn. Hồng này đâu có hồng nhỏ đâu. Đều rang luôn. Trái nào trái nấy coi nè. Biết nói chuyện. Trời ơi, thấy một hồng quá trời ngon luôn á. Rất là mê luôn nè. Sẽ đâu có ở đây đâu. Nè. Quá trời. Wow, trời. Nè. Trời ơi. Trời ơi, cái trái hồng. Ông bà nội ơi. Tôi cái trái nó bự không giống vậy. Ở đâu mà bằng cái đây hết á. Trời ơi, cái trái nó bự, nó bự. Mình không ăn mà mình ham chết luôn. Thì đó, bự dễ tè luôn vậy. Bự mà nó ngon mà nó ngọt, chị mà ăn trái chị ghiền luôn á. Thì đó, nó bự quá chừng luôn là bự. Cái nào cái nấy nhìn ham chết. Quá trời luôn nha cô chú anh chị coi nè. Cái nào cho nấy hết, nó không biết nói luôn á. Gần nói chứ chưa nói được. Quá trời không, cái nào cái nấy bự. Nhìn trái hồng chị nhìn mỗi tay chị buông hay. Ừ, chị buông cái chỗ đó đi. Mỗi tay ổng treo trên đó mà. Mấy thằng trai, hai thằng trai hai thùng phải không? Hai thằng trai gửi thùng đủ đủ rồi. Cái bự vậy là một cái vỏ đây đầy là đủ rồi. Dạ. Để cho nó ăn cũng được, nó để tủ lạnh nó ăn cũng được mấy tháng. Trời ơi trời, trái hồng nào trái hồng nãy nó biết nói chuyện luôn coi nè. Nhìn nó vàng trái luôn á, thấy ham lắm.
Đây, chị tôi hốt hết cây hồng của tôi rồi nè. Chị lấy xe một tiếng mấy. Cái trái bự thật là bự luôn á. Ừ. Cái trái bự như vậy. Đúng rồi. Chạy 2 tiếng lên đây. Wow. Gần 2 tiếng. Bữa nay chị lên chị hốt hết cây hồng của Helen rồi nha. Dặn này là mấy tháng trời luôn rồi đó. Dặn từ hồi tháng 6. Ừ, từ tháng 6 tới nay nha cô chú anh chị. Đây. Cái này lấy nè. Nước lên đầu á. Đó, ừ. Cái này mà giúp men là thư hòa đó. Giúp men. Vậy là im nhà em cửa không? Cứ cự lại là thôi rồi. Đang nghĩ cho ông nông dân nữa. Cự lại là lấy quẹt đốt nhà. Giúp men. Cái hồng này chỗ cái bể đầu này nữa ta. Thiệt á. Đây, cô chú anh chị thấy cái trái hồng không? Quá chừng bự luôn. Khủng luôn. Cô chú anh chị thấy hồng của Helen không? Rất là ngon nha. Hiệu hồng này là của Nhật nè. Rất là ngon luôn. Trái nào trái nấy biết nói chuyện luôn á. Đó. Đó, bữa nay Helen thu hoạch nha. Có một cây thôi mà ăn cũng không có hết đâu cô chú anh chị ơi. Rất là nhiều. Mà trái nào trái nấy nó bự á. Ăn một trái là phải 2-3 lần luôn á. Nói chung là Helen cũng thích dữ lắm. Nhưng mà đều ăn không có nổi. Trái nào trái nấy coi nè. Đó cho Helen cho cô chú anh chị xem là cái hồng của Helen thu hoạch nha. Mới có một bên thôi mà rất là nhiều luôn. Một cái thùng này là Helen cần 50 phao á. Có một trái chim ăn à, Helen chia sẻ cho một chị đó. Chị lái xe gần 2 tiếng tới đây mà để chị lấy về và chị gửi cho con trai chị đó. Cái trái hồng này nó chín quá là Helen sẽ sấy khô nha. Mình để dành mình ăn rất là ngon luôn. Mỗi năm thì có trái nhiều thì Helen lấy cái trái này nè, sấy khô rồi gửi về cho gia đình. Mẹ thích ăn lắm. Trời ơi, ngon lắm cô chú anh chị ơi. Khi mà mình sấy khô rồi á, nó dẻo chứ nó ngon ơi là ngon luôn. À, trái hồng nãy là nó bự nè. Mà ngọt dữ lắm luôn nha. Helen bảo đảm với cô chú anh chị là mình ăn một trái hồng này là mình không bao giờ mình ăn nổi hết á. Thì Helen trồng cái này là của Nhật chánh tông luôn. À, mỗi năm Helen có chia sẻ rất là nhiều cây được cô chú anh chị ủng hộ. À, mình nhìn có nhiều loại hồng lắm nha chứ không phải là một loại nha. Hồng mà của Nhật á, cái trái của nó tròn mà nó có cái khí khía này nè. Còn cái trái tròn quay á cô chú anh chị ăn dễ chát lắm. Rồi bây giờ Helen sẽ đi gọt rồi sấy khô cho cô chú anh chị xem. Quá trời ngon luôn. Thấy trái hồng là thấy mê liền. Cây hồng của Helen trồng là được gần 17 năm rồi đó nha. Mà không có bị chết gì hết á. Không có cần phải bón phân đâu cô chú anh chị ơi. Mỗi năm á, mình chỉ bón phân một chút xíu cho nó vào cái mùa mà mình thu hoạch rồi á. Là qua năm tự động. Hồng nó không có chịu nước. Mà nếu mà nó có bông mà cô chú anh chị tưới nước nhiều là thôi nó rụng hết trơn luôn. Để nó khô cằn vậy đó. Mà nó không có bị rụng. Mà nó không có hư không có gì hết á. Bây giờ Helen sẽ sấy những cái trái hồng này ăn nha. Đây là cái trái hồng nó chín vàng ngoài da nè, rất là ngon luôn. Cỡ này là ngọt ngay luôn đó, nhưng mà mình sấy cỡ này thì nó ngon. Còn cái trái này nó chưa có vàng thật như giống như đây. Thì Helen sẽ xẻ ra một trái, mời cô chú anh chị thưởng thức coi cái trái hồng bên Helen nó ngon cỡ nào nha. Thì cái giống hồng Helen bán là đều ra giống y hệt như vậy luôn. Đây, Helen sẽ bào nha. Cô chú anh chị phải mua cái giống đúng loại của nó kìa thì nó mới ra cái hồng ngon nha.
rất là giòn nha. Đó, nó rớt mà hay là nghe một cái cốc luôn á đó. Đó cô chú anh chị ơi, đây rất là đặc ruột, nên mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức nha. Nó ngon dữ lắm luôn á. Nó giòn luôn, ơi là giòn luôn. Helen xin lỗi cô chú anh chị nha, mỗi lần Helen ăn cái gì lên trên cái kênh của mình ai cũng nói thèm chảy nước miếng hết đó. Thấy Helen ăn không biết ngon không mà thấy Helen ăn rất là ngon, nhưng mà không biết cái trái này nó ngon không. Thật sự Helen chia sẻ cho cô chú anh chị, Helen mua đồ rất là nhiều, đồ ăn giặt ở các tiểu bang luôn, nhưng mà cái chỗ nào mà Helen order qua một lần rồi không ngon là không bao giờ Helen mua một lần thứ hai nữa. Thấy không, cái hồng mà nó có cái khía này nè là mới ngon, còn mà mình mua nó tròn quay mà nó nhỏ xíu à, nó không bao giờ ngon. Tại cái giống hồng này của Nhật, cho nên mình mua là phải mua đúng loại. Đó, bây giờ Helen sẽ bào rồi phơi khô. Đây, cái trái hồng này là hồng chín nè, trái bự đó, Helen sẽ xẻ ra thử nha. Vẫn còn giòn nha cô chú anh chị, chứ không phải là hết giòn nha. Nè, rất là ngon luôn. Ngọt. Đây, Helen đã để vô cái khay rồi nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình sấy là cái hồng của mình nó sẽ khô nha. Đó, rất là ngon luôn. Helen sắc cái miếng bự vậy nè, nó khô ra là vừa. Nếu mà sắc mỏng quá, nó khô quá, nó không ngon. Nó hết mà cái chất hồng luôn nha. Chú anh chị ơi, Helen sấy cái hồng xong rồi nè, một đêm tới sáng là nó đã khô nha. Đây là Helen sắc một cái trái mà làm bốn nè, nó khô bên ngoài nhưng mà ở trong nó còn rất là dẻo nha. Còn nếu mà Helen sắc mỏng mỏng á thì nó khô queo à. Đây, trời ơi cô nè, rất là ngon luôn. Helen mời cô chú anh chị ăn thử nha. Nó dẻo quá dẻo luôn. Ở bên ngoài nó khô mà bên trong nó còn ướt nè, nó dẻo nè, rất là ngon. Này cô chú anh chị để chín á, vàng hết cái trái rồi, bắt đầu là mình sấy là ngon. Ngon cô chú anh chị ơi. Nó ngọt gắt luôn á. Mình có cái hồng này ở nhà, mình sấy khô mình ăn nó rất là ngon. Thế vậy chứ trái cây ở trồng ở nhà đó mình ăn nó ngon hơn là mua ở chợ nhiều nha cô chú anh chị. Nó còn tươi á. Thì sẵn tiện đây Helen cũng chia sẻ cho cô chú anh chị nào cần những cây kiểng bonsai, mai đại lộc, cúc phở hương, mai siêu nụ thì nhớ alo cho Helen nha. Những cái chậu này là ngay Tết Việt Nam luôn. Đây Helen quay cho cô chú anh chị xem là cái gốc của nó trên 10 năm rồi nè. Đó, đẹp dữ lắm nha. Này là me của Việt Nam mình, cây me để mình hái lá ăn nè, rồi mình cho ra trái. Đây Helen quay nè. Bữa nay là cô chú anh chị thấy cái vườn kiển của Helen là mê luôn. Từ khi mà đem vô Kara nay gần 2 tháng rồi, cây rất là đẹp. Thì Helen chia sẻ cho cô chú anh chị xem là những cái đèn led này nè, nó rất là hiệu nghiệm nha, quá hay luôn. Xuất sắc luôn. Cô chú anh chị nào mà trồng cây á thì mình nên dùng những cái đèn này, là cây của mình vẫn tươi xanh luôn. Đây Helen chia sẻ, Helen không nói mà để mà giống như là sao Helen nói quá. Thật sự luôn, Helen trồng cây rất là lâu năm rồi, cho nên Helen rút kinh nghiệm, Helen chia sẻ cho cô chú anh chị để mình trồng cây ăn trái cho nó không có bị chết. Mỗi năm mình phải tốn tiền rất là nhiều. Đáng lẽ Helen chia sẻ cây Helen
không có muốn chia sẻ kỹ thuật của Helen trồng. Nếu mà Helen chia sẻ kỹ thuật 100% thì cô chú anh chị giữ cây quá tốt, đâu có cần phải năm tới mà mua cây đâu. Còn cái này là Helen chia sẻ thật sự, mình phải đầu tư đúng cách để cho mình có những cái cây xanh tươi hoài. Đây, những cái cây cần thân nè, Helen cho cô chú anh chị xem nè. Đó, những cái gốc này là đẹp xuất sắc luôn. Đây, những cái gốc này nè, thì cô chú anh chị nào mà thấy những cái gốc mà Helen quay á đẹp á, thì nhớ chụp màn hình lại. Cô chú anh chị biết không, trẻ thì người ta đi làm nail, còn những cái cô chú lớn tuổi giống như láng cha láng mẹ của Helen á, thì nhìn những cái cây bonsai này nè, đỡ nhớ quê hương nhiều dữ lắm luôn nha. Đó, coi nè, gốc me hình người ta nè, đó có hai cái bàn tay. Rồi coi, bữa nay cây me nó lên cái lá đó, mình tưởng tượng như cái đầu tóc mà nó đang đội vậy đó cô chú anh chị. Đó, cái này lim sam nha, gốc rất là đẹp luôn. Đây khế nè cô chú anh chị ơi, khế này là khế bonsai, nhưng mà mình không cần để bonsai thì cô chú anh chị cứ để cho nó ra lá bình thường, nó sẽ ra bông ra trái bình thường luôn. Tại vì đẹp là đẹp cái gốc bonsai thôi, chứ thật sự á, mình cắt tỉa hay không á thì do mình thôi, chứ không phải là đợi cắt tỉa nha. Đây, những cái gốc này đẹp cực kỳ đẹp luôn, lá nó, mình nhìn cái lá không là mình cũng mê nữa nha cô chú anh chị. Cây khế nè, nó có cái hình thù giống như là cái đuôi con cá sấu vậy đó, nó cũng đang ra tuột xum xê luôn. Đây, linh sam thì Helen có những cái gốc đẹp lắm, nguyệt quế đồ đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đây nè, nó mai chiếu thủy nè, ra bông bình thường ở trong cái khara của mình luôn, không có cần phải là vô trong đây là mình nuôi không được nha. Ăn thua là cô chú anh chị mình chăm bón cái nước, đừng cho nước nhiều quá là cây của mình nó khỏe dữ lắm luôn. Mình phải theo dõi từng cái chậu đất của mình, coi cây coi nó có hút nước hay không hay là không. Đó, đây là cây xanh nè, có cái hình con voi nè. Đây, Helen cho cô chú anh chị xem là những cái cây nguyệt quế đẹp dữ lắm luôn. Mỗi ngày ra đây là không thấy nó là chịu không nổi đó. Đây, gốc quá đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Nếu mà cô chú anh chị nào có cần cây kiểng nào, đây, gốc rất là đẹp. Cây nguyệt quế này rất là dễ thương nha. Đó, ra toàn xanh non luôn. Đây, cây khế nè, cái gốc nè, giống như là hình thù con nai vậy đó. Đây, những cây me, me này là me chua nha. Đó, có cái gốc bonsai, cô chú anh chị thấy nó ra tượng không? Qua wow, chừng nhiều luôn, nhìn mê dữ lắm luôn. Đây, Helen có cái gốc cây cần thân nha, cô chú anh chị thấy mê dữ lắm. Y hệt như hình con voi vậy mà nó nằm vậy đó. À, nó có cái chân nè, à, nó có cái bụng nữa, hai cái chân trước. Đây, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Helen cũng chia sẻ cho mấy anh á, chơi bonsai mấy cây rồi, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, coi nè. Cô chú anh chị nào mà muốn cái cây nào thì nhớ chụp màn hình lại nha, gọi cho Helen. Đó, có cây dừa bonsai nè, có cái bộ rễ rất là đẹp nha. Đây, những cái cây này linh sam nha cô chú anh chị, nó có cái gốc á hoằng mèo thấy thương lắm. Đó, nó có cái tàn nè. Đây, gốc nè, nhớ chụp màn hình lại cho Helen, rồi gọi cho Helen số điện thoại là 910 583 6102. Cô chú anh chị ơi, mình lụm một chậu nhỏ nhỏ sơ khiêu để dành mình chơi ở trong nhà, mùa đông cũng được, mùa hè để ở ngoài cũng được luôn. Đây, những cái chậu nè nhỏ nhỏ sơ khiêu rất đẹp, thì Tết Helen sẽ lấy từng cây ra rồi để lên cái ghế á, quay cho cô chú anh chị xem là cái cây nào cô chú anh chị thích á, thì nói Helen. Đó, cái này là cây trang sen nha, nở hoa quanh năm luôn. Đây nè, đó, nó ra cái tược là nó ra cái nụ liền. Đây, Helen có những cái chậu nguyệt quế nha, cô chú anh chị còn thì alo cho Helen. Đây, bông đẹp mà thơm lắm luôn. Sung, sung Việt Nam nha. Đó, bên Helen có chia sẻ là đinh lăng, rồi bông lài, nguyệt quế gì cũng có hết. Đây, Helen cho cô chú anh chị xem
vàng mai cúc thọ hương nè, những cây này là bự xum xê, lá xanh hết trơn luôn, gốc rất là đẹp nha. Đó. Hiện bây giờ đang có nụ nè, chuẩn bị cho Tết Việt Nam là lặt lá là nó sẽ ra bông nha cô chú anh chị. Đây. Đó, những cái gốc mai rất là đẹp, mai cúc thọ hương. Đây. Những cái gốc này là mai cúc thọ hương nha, gốc to nè. Những cái gốc này nè cô chú anh chị mình giữ nó rất là mạnh luôn, nó không có phải như là những cái gốc nhỏ đâu. Gốc nhỏ thì mình chăm nó hơi cực, còn những cái gốc bự này cô chú anh chị không có cần chăm gì hết á, chỉ đem vô nhà rồi mình tưới nước tùy theo cái nhiệt độ cao thấp thì mình tưới 3-4 ngày, 4-5 ngày một lần là cây của mình ok hết. Đó, quá trời đẹp luôn. Đây, những gốc mai to ơi là to luôn nha cô chú anh chị ơi, nè quá trời đẹp luôn. Thì bên Helen có 3 size, một size nhỏ nè, một size medium, một size lớn nha. Nè cô chú anh chị thấy không, cái lá nó là chuẩn bị ready cho cái Tết Việt Nam. Thì có một ít lá già, một ít nó bị rụng á. Đó, đây. Cây nào cũng đẹp hết trơn á, xum xê hết. Helen có rất là nhiều cúc thọ hương với đại lộc chuẩn bị cho Tết Việt Nam. Nếu mà cô chú anh chị nào cần thì nhớ alo cho Helen nha. Rồi bên Helen thì cũng có chia sẻ rất là nhiều loại cây ăn trái. Cô chú anh chị nào muốn cây gì thì nhớ alo cho Helen. Trong cái mùa lạnh thì Helen cũng chia sẻ luôn nha. Quá trời đẹp luôn nè. Đây dàn cây của Helen nè, xanh non mướt luôn. Cô chú anh chị nào cần tắt Việt Nam thì nhớ alo cho Helen nha. Cái nè, trái quá chừng trái luôn nè, nó còn xanh nè, chơi rất là lâu luôn, trái xung xê. Thì Helen chỉ còn vài cây nữa là hết luôn rồi. Đó, thì bên Helen có chia sẻ rất là nhiều loại cây ăn trái, cô chú anh chị nào cần thì nhớ alo cho Helen nha, qua số điện thoại là 910 583 6102 nha.